rồi không phải đồ gì nhiệt kế thế nào của đại gia thế là bao tiền thế ơi thế bao tiền cứ nói đầu một giờ săn trái. Săn chi chít quả. Hoa giấy đồng giá bao nhiêu cây này? 1 triệu. Nghe thằng kia cái bóng đây chứ cần cái này quần này. Bóng mình trồng một cái hang dài này đúng không? Bóng của nó mới đẹp. Cái này giống này sao kích cho nó ra hoa được? Ui, tự nó ra, cứ nuôi là nó ra hoa. Ra không cần phải kích. Đây này, nó cứ bắt đầu ra. Đây nó đang ra này. Ra hết mà. Loại này thì ra hết rồi. Yeah.